bạn đã quay trở lại những review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm đấy là đèn mặt trời có cảm ứng chuyển động TS-M2BB. Đây là đèn mặt trời cho các bạn sử dụng cái đèn này vào những cái vị trí như kiểu cổng nhà hay là cái cửa nhà gì đấy, hoặc là cổng, khi mà trời tối thì đèn tự sáng, còn ban ngày thì nó sẽ tự sạc với pin mặt trời. Thì bộ này có pin mặt trời của nó có công suất là 0.55W. Với bên trong họ sử dụng pin Lithium 3.7V 500mAh với 20 led chiếu sáng với công suất là 0.2W/1 led. Đây thì nó có tích hợp cảm biến chuyển động đây. Đây. Thì cảm biến này quét được từ 1 đến 5 mét với góc quét là 120 độ. Thì bộ này có kích thước là 95x124x48mm. Nó hoạt động ở nhiệt độ từ 10 đến 50 độ C hay là 14 đến 122 độ F. Thì thông số về sản phẩm cũng có ghi trên vỏ hộp đây. Và bên trong nó không có một tờ hướng dẫn sử dụng, thì cũng có đi kèm với các cái thông số, các bạn có thể tham khảo thêm ở trong bộ sản phẩm. Sau đây thì mình sẽ test bộ này. Thì mình đã có sạc qua pin rồi. Lúc đầu các bạn sử dụng thì các bạn cần sạc đầy vào pin trước. Đấy, mình đã sạc rồi, để bật nó lên. Thế bây giờ khi mà ánh sáng chiếu vào pin thì thời điểm ban ngày thì cái bộ đèn mặt trời này nó sẽ tự động tắt. Đấy, nếu mà mình treo pin vào nó sẽ sáng. Các bạn đấy. Thế là lúc mình treo vào thì sẽ tương tự. Module này sẽ hiểu đây là đang là trời tối thì nó sẽ sáng đèn. Đấy, nếu mình thả ra thì lập tức là nó sẽ tắt đèn, nó sẽ sạc, nó sẽ vào chế độ sạc pin hoàn toàn tự động. Đấy. Thế là sáng. Đấy, chỉ cần có ánh sáng nghĩa là có dòng sạc vào quả pin mặt trời này, nó sẽ tự động ngắt chế độ hoạt động của đèn và nó sẽ sạc. Ngược lại khi trời tối thì nó sẽ tự động sáng. Đây, bây giờ thì mình sẽ test với cái tính năng cảm biến chuyển động. Thì khi mà trời tối ấy, thì nó đầu tiên là bóng đèn sẽ sáng, sau đó một thời gian sau thì nó sẽ tắt để tiết kiệm điện. Đến nơi khi nào mà có sự chuyển động qua thì nó sẽ trong cái phạm vi quét của nó thì nó sẽ sáng đèn. Bây giờ mình sẽ tắt đèn đi. Như vậy thì sau một thời gian rất là ngắn, tầm 8 đến 10 giây hoặc hơn một chút, thì module đã tắt đèn. Bây giờ mình sẽ chuyển động tay qua. Đấy, đi qua vùng thì nó sẽ sáng lại. Đấy. Đấy. Thì phần giới thiệu của mình về bộ sản phẩm đèn mặt trời có cảm ứng chuyển động TS-M2BB. Mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.